từ đây, nhiệm vụ chặng đường đầu của thời kỳ quá độ đã cơ bản hoàn thành. Sự nghiệp cách mạng của toàn đảng bước sang giai đoạn mới, giai đoạn phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với thắng lợi đó, từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 năm 1996, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã khai mạc tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.198 đại biểu, thay mặt 2,13 triệu đảng viên trong cả nước, có 40 đoàn đại biểu quốc tế đến dự. Đại hội 8 tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, rút ra những bài học và xác định phải tập trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1996-2000 với mục tiêu chủ yếu là tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, đi đôi với giải quyết những vấn đề xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao vào đầu thế kỷ sau. Đại hội kiên quyết giữ vững ổn định chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển là ý chí và nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân. Đại hội cũng đặt ra nhiệm vụ chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước, mở rộng dân chủ, thiết lập kỷ cương, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 170 đồng chí. Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 8 tháng 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận đề nghị của đồng chí Đỗ Mười về việc chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư. Ban chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư và suy tôn ba đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Những năm cuối thế kỷ 20, cả đất nước trở thành một công trường xây dựng lớn, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu quyết tâm nhằm tạo thế và lực, chuẩn bị vững vàng tiến vào thiên niên kỷ mới. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, thời gian này, nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 7,5% năm. Nông lâm ngư nghiệp tăng 5,7% năm. Đứng hàng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, thứ ba về cà phê và cũng là một trong những nước mạnh về xuất khẩu thủy sản. Tăng trưởng công nghiệp 13,5% năm, công suất điện năm 2000 gấp 1,5 lần, xi măng gấp 2,1 lần, tăng 8,7 triệu tấn. Bưu chính viễn thông hiện đại hóa rất nhanh, các ngành tài chính, kiểm toán và ngân hàng đều có sự tham gia của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 51,6 tỷ đô la Mỹ. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ ở hầu hết các địa phương, đặc biệt là các vùng miền núi, hải đảo. Trong 2 năm 1998-1999, ngân sách trung ương đã dành 2.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, v.v. tại các xã đặc biệt khó khăn.